đi em canh nha, nó ra nó lên mô tô chạy em hốt đầu nó cho hai đứng mày. Bỏ đi anh kia này, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, kệ nó, nó sẽ ra. Ủa làm sao biết mình còn là có Kệ nó người đi, lạ ở kệ trong nó đồn ta? đi. Mình thì bây giờ kệ nó thì bây giờ mình bắt nó làm gì cho mệt ra, nào nói là bắt lại nó thêm cái tội là tội chống đối nữa. Mình cứ quay lại clip đấy thì mình quy ra thêm một cái tội chống đối cảnh sát nữa. Thằng Hiếu của nó đi vòng 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 ở đồn mình nè. Họp trên lầu á bà. Thằng nào không thấy ai tiếp dân. Bạn ngồi ghế Mẹ nó chơi game chỗ này chịu rồi. Đây. Kinh ơi, có một thằng vô coi anh livestream anh xử này cái. Kinh ơi, xử đi anh em coi nha. Cá cơm thử đây em coi cho gì đâu.